Nhận định bóng đá Bình Dương với Hải Phòng 17 giờ ngày 26 tháng 7, Bình Dương sẽ có trận tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà thuộc vòng 18 V-League 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. BKMX Bình Dương đã góp mặt ở trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á và bán kết cúp quốc gia. Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn lại đang gặp khó khăn ở V-League 2019. Đội bóng đất thủ đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng và chỉ có được 2 trận hòa. Do vậy, BKMX Bình Dương đang thể hiện quyết tâm giành 3 điểm ở vòng 18 này khi được thi đấu trên sân nhà. Nhưng đối thủ của đội bóng đất thủ chẳng phải dễ chơi. Hải Phòng không có được phong độ tốt thời gian qua. Họ chỉ đang hơn BKMX Bình Dương có 2 điểm và xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà xếp thứ 10. Thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có sự khởi sắc ở những vòng đấu gần đây cùng 2 chiến thắng gần nhất. Những nhân tố mới bổ sung đang dần bắt nhịp được với lối chơi. Trong 2 chiến thắng gần nhất, những nhân tố ở vị trí khác nhau tỏa sáng. Đặc biệt, hai chân sút ngoại là Fagan và Linh đang thi đấu rất ăn ý. Ngoài ra, Hoàng Vít Sai cũng là ngòi nổ đáng tin cậy của đội bóng đất cảng ở thời điểm này. Trước một BKMX Bình Dương không thực sự quá mạnh, Hải Phòng hoàn toàn nghĩ đến việc có điểm trên sân gò đậu. Xét về thành tích đối đầu giữa hai đội trong 5 trận đấu gần nhất, BKMX Bình Dương đang chiếm ưu thế với 2 trận thắng, 2 trận hòa và thua 1. Hơn nữa, BKMX Bình Dương có lợi thế sân nhà và các cầu thủ chấn thương cũng đã kịp bình phục nên họ đủ sức tiếp đón đối thủ khó chịu đến từ Hải Phòng. Cuộc đối đầu giữa BKMX Bình Dương với Hải Phòng sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 26 tháng 7 trên sân Gò Đậu.